Xin chào tất cả các bạn đã tới với RTK Media. Ở clip trước về chủ đề Ultraman, chúng ta vẫn còn đang khám phá dang dở đa vũ trụ của loạt phim này. Ở clip tuần này, ta sẽ cùng nhau hoàn thiện bức tranh tổng thể về dị Ultraverse, đa vũ trụ rộng lớn của các Ultraman nhé. Video lần này vẫn sẽ do anh Hoshino Aoi của team đảm nhiệm thô kịch bản. Giờ không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, ta cùng bắt đầu luôn nhé. Lần trước chúng mình đã tìm hiểu khá nhiều về các vũ trụ và trái đất khác nhau. Nay chúng ta sẽ cùng đi thẳng vào vũ trụ chính, hay chính là vũ trụ nơi mà nhiều sự kiện lớn xảy ra nhất của dòng phim Ultraman, là vũ trụ M78, nơi vùng đất ánh sáng tồn tại. Đầu tiên, hành tinh M78, thánh địa ánh sáng. 270.000 năm trước, mặt trời của hành tinh M78 nổ, khiến cho cả hành tinh rơi vào bóng tối. Các nhà khoa học giỏi nhất trên hành tinh đã tụ tập lại và tạo nên mặt trời nhân tạo, gọi là Plasma Spark, khiến cho toàn bộ cư dân hóa thành người khổng lồ. Sau đó họ đã sử dụng sức mạnh này để đi bảo vệ vũ trụ và được biết đến với danh hiệu là Ultraman. 30.000 năm trước, Emperor dẫn đoàn quân Kaiju của mình đến xâm chiếm M78. Hắn đã thành công với kế hoạch này. Tuy nhiên, ít lâu sau đó thì cư dân M78, dẫn đầu là Ultraman Ken và Ultraman Belia, với sự hỗ trợ của Ultra Woman Mary, họ đã thành công lấy lại quê nhà của mình và đánh đuổi Alien Emperor. Ultra Bell đã được tạo ra để hủy diệt quân đoàn của Emperor. Sau sự kiện này, Space Garrison được thành lập, Ken và Mary trở thành Ultra Father và Ultra Mother, còn Belia vì trở nên ken tức đã quyết định đánh cắp Plasma Spark nhưng thất bại và bị tù đầy. Khi đó, hắn gặp được Alien Ray Blood và hắn quyết định đã trở lại hành tinh M78 để trả thù. Tuy nhiên, Belia đã bị Ultraman King bắt nhốt suốt vài chục ngàn năm. Một khoảng thời gian sau, Dark Zagi xuất hiện. Ultra Brothers giữ chân Dark Zagi đủ lâu để cho Noah ra mặt và kéo Dark Zagi trở về với vũ trụ của mình. Hơn 1.300 năm trước, Ultraman Chagir sau khi giúp Taro làm ra Taiga Spark thì rơi vào bóng tối và rời khỏi hành tinh của mình. Trong khoảng thời gian không xác định, hành tinh Deimos đang trên quỹ đạo đâm vào M78. Ultra Father đã sử dụng Ultra Key để bắn nổ cả hành tinh và cứu M78. Cũng một khoảng thời gian không xác định, quân đoàn của vua Galtan tính xâm chiếm M78 nhưng thất bại do một chiến binh Ultra đã giết chết hoàng tử của Galtan, buộc cho quân đoàn phải rút lui. Khoảng trăm năm trước, trong series Ultraman Leo, Ultra Key đã bị Babalu giả làm Astra đánh cắp và sau đó bị phá hủy, khiến cho M78 rơi vào quỹ đạo sắp va chạm với trái đất. May thay, Astra thật và Leo đã sửa được Ultra Key và trả nó về cho M78. Tới khoảng hơn 30 năm trước, Ultraman Zero suýt chút nữa thì đã đi theo con đường của Belia và bị đẩy đi để cho Leo dạy dỗ. Khoảng 30 năm trước, Belia vượt ngục trong movie Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legend, đánh cắp Plasma Spark và đẩy cả hành tinh rơi vào kỳ băng hà. Sau đó, những người còn sót lại đã hợp lực với Zap Spacey và Ultraman Dyna và Zero đẩy lùi Belia và lấy lại Plasma Spark, hồi sinh cả hành tinh. Không lâu sau đó, sự kiện của movie Ultraman Zero siêu quyết chiến để chế thiên hà Belia. Hành tinh đã bị tấn công bởi Dark Loops Zero và họ gửi Zero qua vũ trụ khác để triệt tiêu gốc rễ của sự kiện này. 20 năm trước khi series Ultraman Jeez xảy ra, Belia trở lại, gây chiến với M78 một lần nữa. Sự kiện này gọi là Omega Armageddon. Trận chiến kéo dài lan qua một vũ trụ khác gọi là Side Space Universe. Belia đã cho nổ cả vũ trụ đó. May thay, Ultraman King đã ra tay, hợp thể với cả vũ trụ để khôi phục nó. Tới thời điểm khoảng 12 năm trước, Tregear dụ tất cả New Gen Ultraman vào Ultra Galaxy Fight, tuyên bố sẽ tấn công M78 nhưng đã bị Taro ngăn chặn. Tuy nhiên, đó là sau khi hắn đã thành công giết chết Titas, Fuma và Taiga, con trai của Ultraman Taro. Tiếp theo là trái đất trong Ultraman Max. Đây là trái đất nơi Max là Ultraman thứ hai đến bảo vệ sau 40 năm kể từ khi Ultraman 1966 tới. Tiếp theo là trái đất của Ultraman Zonius, là nơi sự kiện của series Ultraman Zonius xảy ra, cũng là nơi mà quân đoàn Hela nhắm tới. Tiếp sau đó là trái đất của sự kiện Ultraman Neos. Nối tiếp sau đó là trái đất mà Z-Earth bảo vệ. Tiếp theo, trái đất trong Ultraman The Adventure Begins. Đây là nơi mà Ultra Force cùng Beth, Scott và Chuck tới bảo vệ. Giờ ta dạo qua hành tinh U40, nơi các Ultraman như Zonius, Titas sinh sống. Tiếp theo là hành tinh L77, nơi mà Ultraman Leo và Astra được sinh ra. Tuy nhiên, nó đã bị Alien Magma hủy diệt trước sự kiện của series Ultraman Leo. Tiếp đến là hành tinh Atara, một hành tinh thuộc địa của Nebula M78, nơi mà Ultraman Scott, Truck và Ultra Woman Beth sinh ra. Tiếp đến là trái đất chung mà các cụ Showa, Great, Powered, Mebius và Chai Squad tới. Từ thời cổ đại, Noah tới trái đất, cứu con người và các sinh vật ở đó khỏi trận lụt lịch sử, bảo vệ cho ngôi làng cổ đại khỏi Antla.
Năm 1966, trái đất bị tấn công liên tục bởi các kaiju, nên con người đã thành lập SSSP. Cũng trong khoảng thời gian này, Ultraman đã truy đuổi Ben Miller từ nghĩa địa quái vật tới trái đất, bắt đầu sự kiện series Ultraman. Năm 1967 là sự kiện của Ultraman 7. 1971, sự kiện của Ultraman Jack. 1972, sự kiện của Ultraman Ace. 1973, sự kiện của Ultraman Taro. 1974, sự kiện của Ultraman Leo. 1980, sự kiện của Ultraman XT. Năm 1981, vua Cao Tan truy đuổi Julian với mục đích xâm chiếm M78 một lần nữa, nhưng thất bại và bị Ultraman XT lấy mạng. Năm 1986, Ultra 7, Jack, Ace và Ultraman đối đầu với Eukiliosaurus trong Ultraman Mebius and Ultraman Brothers, được Japun thả lên mặt trăng, nhưng nó đã thoát từ trái đất và bị 4 người phong ấn. Hệ quả của việc đó đã làm triệt tiêu gần hết toàn bộ sức mạnh của họ, buộc những Ultraman này phải sống tiếp trên trái đất dưới nhân dạng con người. Năm 1990, sự kiện của Ultraman Great xảy ra. Năm 1993 là sự kiện của Ultraman Powered. Năm 2006-2007, Mebius tới trái đất. Đồng thời, đoàn quân của Emperor bắt đầu kế hoạch hủy diệt trái đất, đánh dấu sự kiện của series Ultraman Mebius. Khoảng 50 năm sau sự kiện của Ultraman Mebius, con người đã bước ra tới vũ trụ, thành lập Zap Spacey, đánh dấu một kỷ nguyên mới, gọi là Galaxy Crisis Era. Khoảng 12 năm trước, Taiga đến trái đất và ẩn trú trong con người của Hiroyuki, cho tới thời điểm hiện tại, khi mà sự kiện Ultraman Taiga xảy ra. Tiếp theo, Galaxy Crisis Era. Những sự kiện sau được xảy ra khắp trên vũ trụ M78 và trước khi Belier vượt ngục. Một nhà khoa học tên Iruto chế tạo ra robot Giga Delos để bảo vệ vũ trụ, nhưng bị Trigia hack và khiến chúng tàn phá cả vũ trụ. 1.300 năm trước, Trigia biến đổi gen của Regocyte khiến nó thành sinh vật ăn tàn phá hoại các hành tinh. Alien Rayblood, một alien cổ đại tồn tại trước cả những kẻ như Japur hay Emperor, tuy đã mất đi cơ thể của mình, nhưng Rayblood triệu hồi Bolton khắp vũ trụ để mở ra cầm không gian triệu hồi các alien và kaiju khắp mọi multiverse, dẫn tới sự kiện của series Ultra Galaxy Mega Monster Battle và Ultra Galaxy Mega Monster Battle Never Ending Odyssey. Sự kiện của Ultraman Mebius Gaiden Ghost Reverse. Ultraman Mebius đối đầu với tứ đại thiên vương bóng tối ở nghĩa địa quái vật, nhằm ngăn chặn chúng sử dụng Giga Battonizer để hồi sinh Emperor. Mebius đã thành công, nhưng Giga Battonizer bị alien Zarap lấy được và dùng nó để giúp cho Belier vượt ngục. Tiếp theo là những sự kiện sau khi Belier vượt ngục. Sau khi đã hạ được Belier và những sự kiện sau Ultraman Saga, Zero trở về và đối đầu với Darkness 5 và vô tình hồi sinh Belier trong Ultra Zero Fight. Raybato xuất hiện và lên kế hoạch sử dụng Giga Battonizer để hồi sinh Belier trong Ultra Fight Off, nhưng thất bại do Belier đã hồi sinh trước đó. Sau đó hắn đã bị Belier lấy mạng và đoạt lại Giga Battonizer. Cuối cùng là việc Belier khơi mào cho sự kiện Omega Armageddon. Giờ ra khỏi vũ trụ M78, ta tiến tới khám phá những hành tinh và vũ trụ khác nhé. Đầu tiên là hành tinh O50. Đây là hành tinh nơi mà các cư dân phải chiến đấu lẫn nhau để leo lên đỉnh Vinh Quang, nơi mà vòng tròn ánh sáng tồn tại và nhận được sức mạnh hóa thành Ultraman như Orb, Rosso, Blue hoặc Fuma, hoặc hóa thành quái vật như Juggler hay Grigio. Tiếp theo, trái đất nơi mà ba anh em Ribu và Grigio tồn tại. 1.300 năm trước, anh em Rosso, Blue và Grigio bị cuốn vào hố đen cùng với Regocyte và xuất hiện ở nơi đây. Sau trận chiến, Grigio sống sót và đi khắp trái đất để xây dựng lành lai, đường mạch của trái đất để chuẩn bị phòng khi Regocyte trở lại. Tới hiện tại, anh em Kasumi và Isami nhận được Ribu Gyro và trở thành Ultraman trong series Ultraman Ribu. Sau series này thì sự kiện của Ultraman Ribu The Movie Select The Crystal of Bond xảy ra. Đây là thời điểm mà Trigia bắt đầu ra tay hành động. Tiếp theo là vũ trụ nơi cây sinh mệnh tồn tại. Đây là vũ trụ nơi series Ultraman Orb The Origin Saga xảy ra. Cũng là nơi mà Guy làm nhiệm vụ đầu tiên của mình sau khi nhận được sức mạnh của Orb. Sự kiện xảy ra trong vũ trụ này trải qua vài hành tinh, trong đó có cả trái đất. Tiếp theo là thế giới song song của Ultra 7X. Thế giới mà ở bên kia mặt hồ, nơi alien thống trị trái đất từ đằng sau. Tiếp theo, vũ trụ trong movie Revenge of Belier. Đây là nơi mà Belier trốn thoát và xây dựng đoàn quân của mình để trả thù M78, cũng là nơi mà Ultimate Force Zero được thành lập. Giờ là Side Space Universe. Như đã nói ở phía trên, đây là sự kiện của Ultraman Jeez và Ultraman Jeez The Movie Connect the Wishes xảy ra. Có giả thuyết cho rằng đây là trái đất chính của các cụ Showa và Mebius sau khi được King hồi phục khi mọi thứ được reboot trở lại. Cuối cùng là vũ trụ trong manga và anime của Ultraman.
Đây là vũ trụ mà mặt trời nhân tạo của M78 bị nổ, khiến nơi đây và cả triệu hành tinh trong tinh vân M78 bị hủy diệt, dẫn tới một cuộc di cư quy mô rộng tới trái đất. Khác với bản thể bên vũ trụ chính, đây là nơi chỉ tồn tại một Ultraman duy nhất, đó là Ultraman 1966. Và sau sự kiện này, con người tự tạo nên những bộ suit Ultraman của mình dựa trên sức mạnh của Ultraman thật. Như vậy là chúng ta đã đi hết hành trình khám phá dị Ultraverse và có được một cái nhìn tổng thể về bức tranh xung quanh đa vũ trụ rộng lớn này. Mong rằng chuỗi video này đã đem đến những kiến thức bổ ích cho các bạn. Nếu như yêu thích những sản phẩm của RTK Media, đừng quên like và share video. Nhớ ấn vào nút subscribe và nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những sản phẩm mới nhất của nhóm chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. ジョーカー! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!